Cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện thì lực lượng chốt chặn ở đầu tuyến huyện Đất Đỏ đó, để kiểm soát những cái phương tiện và những người lưu thông từ các cái vùng ngoài Đất Đỏ về. Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thổ Địa Đất Đỏ. Và sau đây là bản tin ngắn về công tác phòng chống dịch COVID tại huyện Đất Đỏ. Kính thưa quý vị, đợt nới lỏng theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đất Đỏ đang thận trọng từng bước đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại hoạt động bình thường, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo vẫn tiếp tục được thực hiện. Người dân cũng dần thích nghi với cuộc sống bình thường trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát. Thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, bắt đầu từ ngày 12 tháng 9, các dịch vụ công tại huyện Đất Đỏ đã hoạt động trở lại để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Huyện cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh bằng việc cho mở lại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, các cơ sở nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại nhưng thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến, không bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Các cửa hàng sau khi được các ngành chức năng thẩm định đủ điều kiện an toàn phòng dịch sẽ gắn bản hộ kinh doanh xanh hoặc hộ kinh doanh ăn. Em cũng theo quy định của nhà nước, chỉ thị 15 là em bán là được chỉ được phục vụ cho người dân, là em bán mang về cho người ăn, ship tận nơi cho người dân, là để đảm bảo sự an toàn và 5K cho người dân. Dạ, không có tập trung đông người. Trước hết là cửa hàng chúng tôi là yêu cầu là đáp ứng là những 5K trong công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai, mọi người dân mà có nhu cầu về vấn đề về máy tính, thể học trực tuyến thì đặt trên điện thoại hoặc là qua Zalo, có shipper sẽ đưa tới. Để quản lý người và phương tiện ra vào địa bàn, huyện Đất Đỏ đã thành lập 5 chốt chặn ở các địa bàn trọng yếu, cửa ngõ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để lọt người mắc Covid vào huyện. 5 xã, 2 thị trấn của huyện cũng thiết lập các chốt kiểm soát chặt người và phương tiện từ địa bàn này sang địa bàn khác. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, thì lực lượng chốt chặn ở đầu tuyến huyện Đất Đỏ đó, để kiểm soát những cái phương tiện và những người lưu thông từ các cái vùng ngoài Đất Đỏ về đó, và những cái vùng đỏ thì chúng tôi là siết chặt đó, qua đó chúng tôi kiểm soát là các loại là phương tiện giấy tờ, rồi là các cái phương tiện mà được phép vào thì chúng tôi là kiểm soát lại những cái giấy tờ mà người đi đường đó, rồi những cái xét nghiệm âm tính, nếu những trường hợp nào mà hết hạn thì chúng tôi là tiếp tục là mời vào cái chốt để mà test nhanh đó, rồi đồng thời là tạo điều kiện là cho phương tiện hoạt động trên địa bàn. Hướng đến mục tiêu sớm áp dụng quy định thẻ xanh đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, huyện Đất Đỏ đang đẩy nhanh tốc độ tiêm cho người dân sau khi được tỉnh phân bổ. Đến nay toàn huyện có gần 14.000 trong tổng số 67.154 người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine, đạt 21%, trong đó có hơn 2.100 người đã tiêm đủ. Với quan điểm nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, huyện Đất Đỏ kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K. Hãy giữ vững thành quả vùng xanh trong bản đồ Covid của tỉnh nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này và cùng chào đón những video tiếp theo về huyện Đất Đỏ nhé! Tạm biệt!